Thân mến, chào mừng các bạn. Chúng ta tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh cùng Mr. Long Linh. Mr. Long Linh, let's learn các bạn ha. Và bây giờ chúng ta đến với bài tập số 5 của cái phần ngữ pháp này các bạn. Của cái nội dung Looking Back trong Unit 1 tiếng Anh lớp 8 sách giáo khoa mới. Thế thì bài tập số 5 này á, thì một bài tập dễ thôi. Thầy sẽ giúp các bạn làm nhanh thôi chứ không có gì khó cả. Đọc cái đoạn văn này từ cái trang web này. Bởi COP, viết bởi COE của đà cơ quan chính phủ Anh Quốc. Và cái cơ quan đó, cái bài viết đó, nó giúp cái việc bảo vệ những đứa trẻ từ cái việc, sao các bạn, từ cái việc lên mạng này, hoặc là offline, hoặc là online là có mạng này, thứ hai là không có mạng này. Đó, từ cái việc gây hại, tác hại đó các bạn ha, của online hoặc là offline ở nước Anh và trên cấp độ quốc tế luôn. Đó, chọn những từ, những cụm từ phù hợp nhất để điền vô những cái cụm trống này, những cái chỗ trống này. Đó, vậy thì những cái từ đó, những cái đó thì các bạn biết là đây, nó cho ở phía dưới này rồi. Những cái từ này thì các bạn biết, chúng ta quá quen thuộc rồi đúng không? Nêu ra quan điểm các bạn này, đây nè, cái chỗ này nè. Đây này, ở cái phần skills 2, phần luyện viết này, thầy đã giảng rất kỹ cho các bạn chỗ này rồi nè. Đó, các bạn thấy chưa? Ok, thì chúng ta sẽ viết, chúng ta sẽ điền vào rất là đơn giản, rất là nhanh chóng thôi. Các bạn nhìn Mr. Lowlin làm thì các bạn hiểu ngay liền. Ví dụ thế này nha, thầy điền vô trước rồi sau đó thầy sẽ dịch cho các bạn nha. Đây, thầy dịch trước đi rồi thầy điền cũng được. Nói chung những cái này đơn giản thôi. Đầu tiên phải là gì các bạn? Khi bạn chơi game online, thì rất cẩn thận, bạn hãy cẩn thận khi bạn kết bạn, làm quen với những người bạn, với những người lạ trên mạng đó. Bạn nên làm gì? Bạn nên làm gì? Rồi, đầu tiên, firstly. Đây, firstly phải đầu tiên. Chắc chắn phải là đầu tiên rồi, đúng không? Chọn vô, vị trí số 1. Đó, vị trí số 1 đây. Ok, đầu tiên là nhớ rằng, sao các bạn? Rất dễ dàng để nói dối trên mạng đó các bạn. Đó, nói dối ở trên mạng này rất là dễ. Và một vài người bạn ở trên mạng này, một người bạn trên mạng này á, rất có thể là những người trưởng thành, người mà muốn gây hại cho bạn, người muốn làm hại cho bạn. Cái đây đầu tiên rồi, cái thứ hai là chắc chắn rồi. Vị trí số 2, secondly, số 2 này các bạn. Số 2, secondly. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, là đừng bao giờ cung cấp những thông tin cá nhân của bạn, ngày tháng năm sinh, số chứng minh và v.v. đó. Đừng bao giờ cung cấp những thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như là tên đầy đủ của bạn này, hoặc là quê hương của bạn, đó cũng đừng cung cấp. Và tiếp theo chắc chắn rồi, cái số 3. Ở đây có số 3 không? Đây, có cái số 3, thirdly này, số 3, điền vô vị trí số 3. Đó. Và thứ ba là gì? Chỉ chơi game online khi bạn đã cập nhật cái phần mềm diệt virus. Khi bạn chơi game á, bạn chỉ chơi game khi bạn cập nhật những cái phần bạn được cập nhật rồi nè. Có lẽ là bạn cập nhật cái phần mềm diệt virus mới nhất để nó có thể khả năng nó diệt những con virus mới nhất đó các bạn ha. Và sao nữa các bạn? Tiếp tục, số 4 là gì? Có số 4 không? Dưới này không có số 4 đúng không nào? Không có số 4 thì chắc chắn là các bạn có thể là hơn nữa, đúng không? Hơn nữa, thêm vào này. Đó, để cái cuối cùng là kết luận đúng không nào? Đúng không nào? Thêm vào in addition, cái này là vị trí số 4 nha. Vị trí số 4 này là đây, in addition. Đây, cái chữ này đây các bạn nha. Nó chữ ngắn quá thầy viết nó không rõ nhưng mà nó là chữ này nè. In addition là chữ này. In addition. Thêm vào là nói cho bố mẹ, cha mẹ của bạn là những cái môn game nào, những cái trò chơi game nào mà bạn đang chơi và bạn thích gì về chúng. Đó, bạn thích cái môn game đó về cái gì, về cái môn game đó. Và đương nhiên cái số vị trí số 5 là cuối cùng rồi. In short, nói tóm lại, in short, vị trí số 5. Đó, nói tóm lại là chỉ thích thế giới thực bên ngoài, chỉ thích cái thế giới thực ở bên ngoài, đời thực của chúng ta này,
Bạn cần phải cẩn thận, bạn cần phải cẩn thận khi chơi với những người lạ, với những người lạ. Ok, quá dễ. Vậy thì năm chữ này chúng ta đã chọn. Chỉ có hai chữ này là không có thôi, because và if này không có. Còn lại năm vị trí chúng ta đã điền được hết rồi. Rồi, như vậy là bài tập số 5 cũng đã kết thúc. Bây giờ chúng ta đến bài tập cuối cùng. Bài tập số 6. Bài tập số 6 đó các bạn. Đây. Thầy sẽ giúp các bạn làm bài tập số 6 này rất là hay. À mà không các bạn, bài tập số 6 thì nó lại liên quan đến cái nội dung communication rồi, chứ nó không liên quan gì đến nội dung ngữ pháp các bạn ơi. Đó, mà thầy muốn trong một cái video là nó liên quan đến một cái chủ điểm, một cái nội dung cụ thể các bạn dễ tìm. Cho nên cái video này thầy sẽ ngừng, thầy không có quay, để thầy quay cái video tiếp theo ở cái nội dung communication này cho các bạn nha. Chứ không nó lẫn lộn, các bạn khó đọc, các bạn khó xem, các bạn khó theo dõi. Rồi, như vậy là cái phần bài tập số 5 chúng ta kết thúc là được rồi. Các bạn ơi, phần bài tập số 5 của phần ngữ pháp này các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn nhấn đăng ký kênh để đón nhận các video tiếp theo. Rồi, hẹn các bạn video tiếp theo ở phần communication các bạn nha, ở bài tập số 6. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Chúc các bạn học vui.